Trái này bự quá ha, trái này 1 ký không ta? Ôi cái trái này to lắm mọi người, cái trái này có 1 ký luôn á. Ủa đây nè, nguyên cái vườn này nãy giờ thấy có cái trái này bự nhất. Cái này vườn thanh long này khoảng mấy mẫu chị? Mẫu tư hả? Ô, dục bỏ như luôn á. Ồ. Bỏ mấy cái này. Dạ, bỏ nuôi mấy cái mới. Thanh long nó kỹ nhất là kiến. Đây nè, mấy trái nó còn sống không ạ? Vườn thanh long này chưa có trái thanh long nào chín hết trơn. Mấy cái bụi thanh long nó có hoa nè. Chào mọi người nha. Ở đây là cái khung cảnh xung quanh huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Chung là xung quanh đây thì dừa bạc ngàn luôn mọi người. Dừa, cây ăn trái, đồ bạc ngàn luôn. Đây mình chạy phía trước nha. Ôi da, cái đường này nó nhỏ, nó sỏi đá không à. À mình một tay cầm điện thoại, một tay chạy xe. Không biết có bị lọt ruộng không nữa. Ở phía trước này có vườn thanh long nè. Để mình vô mình quay cái bụi thanh long coi. Đây là vườn thanh long nè mọi người. Khu này là ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Vùng thanh long này tập trung chủ yếu ở xã Tân Lập 1 nha mọi người, ở huyện Tân Phước. Ngoài ra thanh long còn tập trung ở huyện Chợ Gạo nữa mọi người. Đây trái thanh long nó còn nó chưa có chín đó mọi người, nên nó màu xanh nè, đây nó có kiến nè. Là thanh long nó kỹ nhất là kiến. Và trồng thanh long thì người ta có những cái bóng đèn này nè mọi người. Đây. Đây nè. Bóng đèn. Thanh long ban đêm thì người ta để đèn nha mọi người. Ô cái vườn thanh long này vừa trái, chùa vừa cho ra trái luôn mà trái chưa có chín. Ơi mình không biết sao mà quay đằng kia đây. Mình lại đằng đó mình quay coi. Trái quá trời trái luôn. Vườn thanh long này rộng lắm nè. Ô mình đứng đây mà kiến quá trời kiến luôn. Ơ đi qua đây. Wow. Cái này là mấy cái cây cột trụ nè mọi người. Đó, mấy cái cây dạng như cây cột xi măng á, xong người ta cắt mấy cái nhánh này nè, xong người ta để lên người ta trồng. Ban đêm thì người ta mới mở đèn lên. Nói chung là thanh long thì nó không có ưa tối nha mọi người. Nó chỉ ưa sáng thôi, có trái thanh long nhỏ nhỏ rụng dưới đất. Trời ơi, thanh long, vườn thanh long này bị kiến quá trời rồi mọi người, mình thấy kiến quá trời nè. Ô, mình thấy kiến. Ô, trái thanh long, thấy mấy trái thanh long này còn sống nữa. Wow. Thôi để mình đi qua bên đó coi, để mình tìm đường đi qua bên đó. Đây, mình đã vô chứng giữa đám ruộng thanh long đây. Mà khu thanh long này chưa có trái rồi. Mấy cái gốc thanh long này lâu năm lắm rồi mọi người, nó to lắm luôn á. Nhưng mà cái khu này là chưa có trái. Ôi vườn thanh long này rộng lắm luôn á, rộng lắm luôn. Đây bên đây chưa có trái. Mới nãy mình có đi ngang một cái đám thanh long có bông, bông thanh long đẹp lắm mọi người. Nãy mình đi ngang, trời ơi, thanh long đẹp lắm luôn á, bông thanh long đẹp lắm luôn á. Dạng như hoa thanh long mà nó dạng như nó gần thành cái trái thanh long rồi đó. Nên nó màu vàng chứ nó không phải màu trắng. Khi mà hoa thanh long mới nở thì nó là màu trắng. Nhưng mà bắt đầu nó kết thành trái rồi mọi người thì nó là màu vàng. Màu vàng mà dạng như màu vàng nhạt á. Wow.
Đây nè, mấy trái nó còn sống không mà. Vườn thanh long này chưa có trái thanh long là chín hết trơn á. Chung là chưa có trái chín. Thanh long chưa có thu hoạch được á. Đây nữa nè. Wow, đã chưa? Cái cây này người ta mới mới gieo á, mới làm. Trời ơi, cái trái thanh long nó to lắm luôn á. Trời ơi, đã quá. Đứng ở đây mọi người mới thấy to. Phía như này là cái ao rong á mọi người. Ao rong rêu ở dưới này. Wow, để mình đi vô trong coi. Đây. Wow, đây cái cây này có một trái à. Đi vô trong này mới có nhiều gốc này nè. Mấy gốc trong này thì nó nhỏ nhỏ không à. Mà trái rất là nhiều nha. Đây, trên này trái quá trời luôn. Đây nè. Đây. Giờ này cũng 11 giờ mấy rồi, cho nên hơi nắng lắm. Wow, đã quá. Nhưng mà rất tiếc là không có thanh long chín. Wow, đây nè. Mềm hôi. Thanh long này. Có mấy trái nó hơi dạng như tái tái. Nó rụng dưới đất. Đây. Đây. Trái thanh long này còn nhỏ. Đây. Wow. Đây nè. Mình đi vô trong coi. Đi vô mà đám ruộng thanh long mà nó đang trổ bông á mọi người. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn. Mà mới nãy mình đi ngang đám ruộng thanh long nó đang trổ bông mà có nhà người ta đông quá mình không dám vô. Có mọi người đông quá mình ngại quá mình không có dám vô xin quay. Đây. Trời ơi, đám ruộng thanh long mà nó trổ bông á, trụ đẹp lắm luôn á. Nãy giờ mình đi cũng nhiều đám thanh long rồi nhưng mà đám này thì có trái còn sống, trái non, còn đám kia thì mới trổ bông. Nói chung là không có đám ruộng thanh long nào có trái chín hết. Wow. Vùng Tân Lập 1, á, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang á, là nơi tập trung trồng rất là nhiều thanh long. Thanh long và khóm. Một lát mình quay khóm nữa. Tân Lập 1, huyện Tân Phước là trồng thanh long và khóm nha mọi người. Vùng chuyên trồng thanh long khóm luôn á. Wow, đã chưa? Đây nè. Ở đi vô đây nó coi. Nói chung là thanh long sống không à mọi người. Thôi để mình kiếm cái đám thanh long nào có bông mình quay tiếp nha. Wow, nãy giờ mình kiếm dữ lắm mình mới thấy cái vườn thanh long mà chín đỏ ao vậy luôn nè. Wow, đã chưa? Wow, đã quá. Trái thanh long nè mọi người. Đó, trái thanh long. Wow, đã chưa? Trời ơi, mấy cái gốc thanh long này nó trái trái quá là trái luôn. Nãy giờ mình đi nguyên cái huyện Tân Phước này nè mọi người mà thanh long một á là còn sống, hai là vừa trổ bông, ba nữa là mấy cái gốc thanh long mà nó tàn tàn rồi á, là mấy cái gốc thanh long mà người ta chuẩn bị người ta bỏ rồi á. Mình kiếm nãy giờ lâu dữ lắm mới có được một cái vườn thanh long mà trái nhiều vậy luôn á. Đây nè, gốc nào cũng có trái hết đó, một gốc khoảng 7 8 trái, một chục trái á, nghe đã chưa?
Đây, mình đi cho mọi người coi nha. Nguyên cái vườn thanh long này đã có trái hết rồi mọi người. Trái nói chung là chuẩn bị, người ta chuẩn bị thu hoạch rồi đó. Nè, đã không? Nè, đây nữa nè. À, mê quá. Đây. Cái xe của mình quăng đằng kia luôn rồi. Còn để chìa khóa ở trên kia luôn mới ghê. À, đã không, đã không? À, đã quá. À, nghe. À, trời ơi, cái cây này trái to lắm luôn á nè. Nè, ủa cái trái trong này mới to nè, trái trong này to dã man luôn. Ui, cái góc này. Chào chị, em quay phim chút nha chị. Chị hái thanh long hả? Ồ, thanh long nãy giờ em chạy vòng vòng mà thanh long còn sống, với lại thanh long mà dạng mấy chỗ bông á chị. Lâu lắm em chạy kiếm quá trời vườn thanh long mới thấy vườn thanh long là chín nè. Dạ. À, trái đã quá. Dạ. Ồ, cái trái thanh long đó bự quá trời bự kìa. Ồ, lựa trái chuyện bây giờ chị chuẩn bị lựa trái bự cắt á hả? Không phải cắt qua rồi. Ồ, trái này bự quá ha, trái này 1 ký không ta? Ôi, cái trái này to lắm mọi người, cái trái này có 1 ký luôn á. Ủa đây nè, nguyên cái vườn này nãy giờ thấy có cái trái này bự nhất. Ồ. À, là hôm qua bự cho cắt hết rồi, hôm nay em quay mới còn nhỏ đúng không? Ồ, xui quá, giống hồi hôm qua. Dạ. Tới hôm qua là, ủa đây có trái bự nữa nè. À, đúng rồi. Ồ, là hôm qua cắt trái bự được 2 xe. Ơi, xui quá, hôm nay tới là còn mấy trái nhỏ nhỏ không à. Em quay tiếp cái này coi. À, mấy trái này nhỏ. Dạ. Ồ, mấy trái này bự quá nè. Dạ. Cái này vườn thanh long này khoảng mấy mẫu chị? Mẫu tư hả? Ô, dục bỏ luôn hả? Tại mấy cái xấu quá, Ồ. mình bỏ lại cho nó nuôi mấy cái này. Dạ, bỏ nuôi mấy cái mới. Nuôi cho nó bự lên mấy cái này. Mỗi lần mình cắt thì được khoảng mấy ký chị? Mấy ký gì, mấy tấn hay mấy ký? Đúng rồi, mấy tấn. Em không có trồng thanh long nên em không biết. Ồ, trái thanh long này to quá nè. Ồ, thanh long lúc này là 1 ký là bao nhiêu ta? Em không biết nữa. Ồ, hai mấy 30 ngàn. Dạ. Dạ. Ồ, mười mấy 20 ngàn 1 ký mà mình thu hoạch một lần là 4-5 tấn ha chị? Năm sáu tấn, năm sáu tấn. Nếu mà hết luôn á thì mười mấy tấn, còn này tại vì mình. có 1 lít rưỡi hồi qua. Lít Dạ. rưỡi còn không cắt, lít rưỡi rồi giờ còn xanh đó, Dạ. còn xanh lít rưỡi. Dạ. Ờ, 5-6 tấn là khoảng bao nhiêu ta? Mười mấy ngàn ký. Thì xuống dưới là tính vậy đó, ví Dạ. dụ như mình cắt mười mấy tấn vậy đó, mỗi 1 ký là bỏ đồng thì không có tới 3 mấy ngàn, ví dụ Ồ. như bỏ đồng Dạ. chừng 17-18 ngàn Dạ. thì cũng như bỏ đồng có lớn có nhỏ nha, Dạ. cái lợi ba Ờ. lợi lận. Ờ, đúng rồi, loại nhất, loại nhì, loại ba. Thì Đúng mình rồi. bỏ đồng qua chừng 17-18 ngàn vậy đó, Dạ. bỏ xô Cứ qua. dạng như mình tính trung bình vậy thôi, chứ có loại thì hai mấy, có loại thì 30. Có loại À, 30. dạ. Nhưng mà trung bình là hai mấy.
Dưới này trung bình 17, 18 hả? Cũng nhiều. Dạ. Mới nãy em hỏi cái chú trồng khóm đằng đây, chú cũng trồng được một mẫu 7 khóm á. Khóm năm nay cũng có giá lắm. Có giá cô ở đâu vậy? Con ở Tiền Giang luôn. Nhưng mà con ở gần khu công nghiệp Tân Hương á. Nhưng mà con làm ở Sài Gòn á. Dạ. Rồi dạng lâu lâu tới thấy mấy vườn thanh long này đẹp đẹp rồi quay. Ồ. Dạ. Cho nó trống trống cho mấy cái trái kia nó lớn hả cô? Dạ. Gốc thanh long này là mình trồng được mấy năm rồi cô? 3 năm rồi. Ồ, 3 năm rồi. Nãy con thấy mấy cái gốc thanh long mà nó to lắm kìa. Mà hình như nó cái đó là người ta chuẩn bị người ta bỏ phải không cô? Tùy theo. Ồ dạ. Nhưng mà khoảng trồng khoảng mấy năm thì mình bỏ mình trồng lại cái vụ mới. Có trồng hoài, trồng lại. Trồng hoài luôn hả? Nó hư thì mình bỏ. Ừ dạ, chừng nào nó hư quá thì mới bỏ thôi. Khi ta trồng cái chục năm cũng có. Ờ. Nó tốt được á. Dạ. Còn là hư mới bỏ. Dạ. Dạ. Tại mới nãy con thấy mấy cái đám khóm nhưng mà người ta đốt cho nó trụi luôn. Người ta chuẩn bị trồng cây con mới á. Ừ, khóm mới. Dạ. Rồi giờ cô có cắt thanh long nữa không? Không. À, giờ không có cắt hả? Tại mới cắt qua đi lựa mấy cái nào xấu xấu á. Dạ. 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 Dạ, ờ. Mấy sâu sâu vậy là cắt bỏ. Ừ, nó bị hư á. Dạ. Nó bị bệnh á. Dạ. Cắt được. Để nó lây hết đám, mà có chỗ nó lây ra cái xác luôn. Dạ. Ờ, tức là lựa cái cây nào mà xấu xấu thì bỏ, cái trái nào xấu xấu thì bỏ để nó ảnh hưởng đến mấy trái khác. Rồi. Chủ nhà ông ngủ rồi. Dạ. Ờ. À vậy hả? Ừ. Ừ dạ. Tại tôi mà nó đi quen rồi, ngày nào cũng mần á. Ờ, ngày nào cũng làm ở đây. Rồi thôi con đi, con chào cô nha. Ừ, dạ. Rồi mình đi nha mọi người. Đây là cái đám thanh long mà nó đang trổ bông nè mọi người. Thấy đẹp không? Đẹp không? À, thanh long trổ bông quá đẹp chưa? Cái này đang ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, huyện Châu Thành, à, tỉnh Tiền Giang nha. Bây giờ mình chạy nguyên con đường thanh long nè. Nguyên một dọc con đường ở trồng thanh long quá trời luôn nè. Mọi người thấy không? Không. Không. Nguyên một dọc con đường này là hoa thanh long đang trổ bông đó mọi người. Đây là toàn là những đám ruộng thanh long nó đang trổ bông màu dạng như ngã màu vàng á. Hoa này là nó gần kết thành trái sống nè. Chứ còn hoa mà lúc mới nở nó là màu trắng tinh luôn. Chứ nó không có vàng vàng giống như vậy. Ở ngay chỗ mình quay có mấy anh ảnh karaoke nên bị dính nhạc. Nên mình về mình cắt âm thanh rồi mình lồng tiếng nói của mình vô thôi. Ở dưới miền Tây là vậy mọi người. Dưới miền Tây buổi trưa người ta hay karaoke để giải trí lắm. Ờ, phía trước này để mình chạy dọc con đường này, dọc con đường này người dân người ta trồng thanh long nhiều lắm. Vùng Tân Lập 1 là vùng chuyên trồng thanh long mà, trồng thanh long với trồng khóm. Đây là cái đây là lại mấy cái bụi thanh long nó có hoa nè. Đó. Ôi da. Trời ơi. Mình cầm điện thoại mình quay không mà không có gimbal chống rung hay là không có xài phần mềm chống rung gì hết. Chắc là video nó bị lắc á. Wow, ở đây đẹp nữa nè. Đẹp chưa? Trên này coi
Người ta cầm điện thoại, người ta quay mỗi tay quá mọi người. Mỗi tay không chết luôn á. Gặp cái điện thoại mình nó bự nữa. Đây. Vòng vòng đây là mấy cái đám thanh long nó đang trổ bông hết á mọi người. Wow, bông thanh long đẹp quá. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Mình đi tiếp đây. Thì mấy cái đám hoa dại. Để mình chạy lên trên coi. Ờ, khúc này là người ta nhà cửa mà không có thanh long rồi. Ê, chạy hình như chạy qua cái cầu này cũng có nhiều đám thanh long lắm nè. Đường này nó cũng hơi vòng nữa. Mình chạy qua cái cầu này coi. Wow. Vô đây hình như vô đây nãy mình chạy ngang cái khu này rồi, bây giờ mình vòng lại. Khu này hình như do người ta trồng khóm hay sao á. Đây. Đây. Có mấy gốc thanh long nhỏ xíu à. Nhỏ. Ô đường này nó lắc quá trời lắc luôn. Khu này nãy mình chạy rồi nè, bây giờ mình chạy lại. Trời ơi, tay mình mỏi quá. Quay mới có 4 5 phút mà mỏi tay cũng chết luôn á. Đây là thanh long nữa nè. Ô vườn thanh long này nó hơi sơ sát, nó không có tốt, nó chưa nó cùi cùi hết trơn rồi mọi người. Vườn thanh long này có mấy trái à, cái dạng như nó không được người ta chăm sóc nhiều hay sao. Đây là cái vườn khóm nè mọi người. Ở đây trồng chuối thanh long, chuối khóm cũng ít. Ở mấy cái vùng mà như Tân Lập 2 thì cái khóm nó nhiều. Tân Lập thì trồng khóm với thanh long nhiều, nhưng mà Tân Lập 1 thì trồng thanh long nhiều hơn, ít khóm. Vùng Tân Lập 2, Tân Lập 3 á. Rồi thôi mình chào tạm biệt mọi người nha, mình quay hết thanh long rồi đó mọi người. Rồi bye bye mọi người.